Tôi luôn tự hỏi, vượt trội trong tôi là gì? Liệu tôi có đủ tự tin, tiềm lực để tiến tới phiên bản vượt trội của riêng mình? Techcombank tin rằng, lớn lao hay nhỏ bé, phi thường hay khác thường, chỉ cần sẵn sàng tiến bước, mỗi ngày sẽ đưa ta gần hơn tới phiên bản vượt trội của riêng mình.